không? Hả? Trời, bữa nay mặc đồ đẹp dữ vậy. Áo này bên Mỹ cho, Gulet đem về đó. Bên Mỹ cho hả? Ừ. Đâu, em coi coi, đẹp quá hen. Này, này như là của ai cho, nhớ không? Cô Lan phải không? Cô Lan chú Dũng gì đó. Cô Lan chú Dũng ở Canada. Ừ. Trời ơi, bữa nay anh Bảy khỏe không? Khỏe. Nè, em dặn nè, mấy mốt đừng có đi qua Tiền Giang nữa. Qua đâu. Ừ. Nghĩ rồi. Coi như là bây giờ tiền của các khán giả, cô chú anh chị cho mình thì bây giờ mình lấy cái tiền đó mình ăn đi, đừng có mua nữa. Đừng có đi qua bển mua da chai nữa, nguy hiểm lắm. Thôi, mình ở đâu ở đó đi. Dạ. Đi bậy đi bạ. Mà Golet có qua được đâu, qua nó cũng cho qua. Bây giờ ở bên Tiền Giang qua cái nó kêu về đi. Đúng rồi. Nó đuổi ngược về bển. Em... Ừ, nó đuổi ngược về bển, nó không cho qua đó. Chị biết sao không? Thì khi mà người ta vô cái nước của mình, vô cái tỉnh của mình á, thì phải có cái giấy chích Covid thì mới vô được. Còn như chị là chưa cái chích Covid thì không có vô được đâu nha. Mà mình kêu nó chích nó cũng đâu có chết, nó đuổi mình về đó. Dạ. Nè em có mấy cái bưởi cho tặng chị nè. Đâu không? Thui ra đi coi coi chị biết cái bưởi gì không? Giống bưởi da xanh quá nhở. Cái bự là chỉ có bưởi da xanh thôi, bưởi lông của cò nó không có bự vậy đâu. Ok luôn á, bưởi da xanh này nè, cô Lít nó giờ quên nó đem lên á gì á. Không, cô Lít ơi, mấy cái bự này nè, tôi về tôi cúng Phật nha, cúng Phật xong ít ngày đem xuống ăn. Cúng Phật cho cô Lít cũng có phước, không cúng Phật Quan Âm Bồ Tát. Dạ. Cho có phước. Trời ơi. Hết. Rồi bữa nay đi lụm da chai được nhiều không? Bữa nay đi lụm buổi sáng được ít xịu à, mà buổi sáng bây giờ kêu nó dồn là buổi chiều luôn. Dạ. Ngày qua bớt qua. Dạ. À, thì mến chào quý ông bà cô chú anh chị nha. Thì hôm nay thì cũng là buổi chiều nên là cũng muốn dặn chị Thi gặp anh Bảy để mà coi như là cà phê dặn chị Thi với anh Bảy là coi như là dịch bệnh bây giờ rất là nguy hiểm ở Vĩnh Long á, là Covid á rất là kêu bằng là căng thẳng rồi, nên là bây giờ đi nội bắt xuất ngoại bắt nhập là như vậy, nên là đi trong tỉnh thôi, ở ngoài tỉnh thì không có vô được. Chỉ là mình cũng dặn chị Thi nhiều khi á, chị Thi kia cập nhật cái thông tin những cái ca bệnh ở đâu á chị cập nhật không có kịp, nên là chỉ đi vô cái vùng dịch thì nguy hiểm. Nó thì hôm nay em nói chị nè, ở khu công nghiệp của chị hiện tại là cũng có mấy ca bệnh rồi nha. Gulit nói tôi mới biết, tôi đi lụm bển tôi đâu có biết đâu, cái Gulit nó điện cho tôi giật mình luôn á. 11 á đi vô trong đó rồi coi như là mình lụm nhanh lẹ rồi mình về nha. Vô ngay chỗ đó ngồi chỗ một à, không có dám đi đâu hết. Dạ. Ngồi xong rồi đòi canh cát ra là về liền đó, không có ghé ở đâu hết trơn á. Dạ. Chỉ có một đường thẳng rồi thẳng đường về. Dạ. Không có ghé ở đâu hết trơn á. Đúng rồi. Nay là báo cho chị mấy cái tin vui nữa nè ha. Một cái tin vui là được quà che bưởi nè, đúng không? À. Rồi bây giờ ta báo cho chị hai cái tin vui nữa. Vui hoài ha. Mùa dịch bệnh này có tin vui hoài luôn. Ừ, bây giờ chị biết cái tin vui gì không? Thứ nhất á là có một người chị hiện tại là chị tên là chị Ngọc đang sống ở Singapore. Thì chị thấy chị cũng có một cái tấm lòng đi phóng sanh nè, đi thả cá, thả những cái chú chim á phóng sanh, nên là chị cũng muốn là coi như là đồng hành với chị và nhờ em để mà nhận cái số tiền và cùng chị đi phóng sanh. Ừ. Là số tiền 3 triệu 345.000. Ồ. Phóng sanh đã luôn à. Dạ, thì hình như là 345 hay là 315 gì đó. Thì em có bàn với chị á là chị nói là mình phóng sanh 2 triệu, còn lại cái phần còn lại là 1 triệu mấy á, thì bây giờ gửi chị để mà chị mua đồ ăn ha, mua đồ ăn, mua thuốc ít tâm khen để mà để dành nha. Rồi. Cảm ơn chị Ngọc. Dạ. Ở bên quên này. Singapore. Ở bên Singapore. Dạ, mong ơn chị Ngọc lòng mình là phước gặp phước. Dạ. Cái thứ hai mình phóng sanh thù thắng dữ lắm luôn á, công đức nhiều dữ lắm. Dạ. Coi như mình phóng mạng, mình cứu được mạng vậy đó. Phóng mạng cứu được mạng hả? Ừ. Vậy là cái đợt mà chị đi phóng sanh mà dám mượn nợ 10 triệu đó là chị phóng mấy mạng? Nhiều dữ lắm, cô Lít thả nó ra nó bay quá trời luôn. Nó còn ở trong chùa lại gì mớ nữa đó. Vậy hả? Ờ, thả nó ra nó bay quá trời luôn. Mà lần đó là mà mượn nợ 10 triệu là chị đã biết trong người mình có bệnh chưa? Chưa biết ha. Chưa. Dạ, người lúc đó là chị là đang làm cái công việc gì? Da chai. Đang cũng đi đang lụm da chai. Nhưng mà thấy là người ta bán chim á, thấy cũng tội nghiệp quá nên là dám mượn nợ 10 triệu mua hết cái đàn chim đó luôn. Rồi cuối cùng đi phóng sanh. Dạ, mà không riêng gì hồi về điểm đó. Dạ. Lúc nào cũng vậy chứ, tôi có tiền là tôi ra chợ tôi mua ít con cá, ít con ốc hết là tôi thả à. Dạ. Đi chợ 50 thả 30 cũng được, đi chợ về nhà 20. Dạ.
Rồi bây giờ á là mượn nợ 10 triệu anh Bảy anh trả. Tới bây giờ là hết chưa hay là còn bao nhiêu? Cho Bảy chưa? Còn bao nhiêu anh Bảy? Hai năm mấy mà trong đó, đó đóng lời 1 tháng 500 ngàn. Rồi 10 triệu 1 tháng đóng 500 ngàn là đóng hoài đó. Bây giờ nó đóng hồi tháng 8 nó thấy hai chồng đi đó. Dạ. Hồi chung Tết này nè, tháng 8 là nó nói thôi bây giờ đóng 500 ngàn đó là hoàn vốn. Là mình đóng nay là coi tháng 8 nay leo qua mười mấy tháng rồi. Cũng mười mấy tháng rồi. Dạ. Còn nhưng mấy triệu à? Còn mấy triệu anh Bảy? Còn mình phải tính ngày tháng 8 nay là tháng mấy? Tháng 8 hồi giờ hồi tháng mấy em biết? Hồi giờ bây giờ là tháng tháng 7. Tháng 7 8 dạ vậy là còn khoảng 4-5 triệu vô anh 4-5 triệu cái đó à. Là đóng hoàn vốn đó nha. Dạ. Trước ăn lời thấy khổ quá cái nó con qua đi, không à, lấy lời nữa à, đi xa xứ thì cứ gửi về tháng dạ. Thôi mà trời ơi đóng được vậy là rồi đó. Dạ dạ rồi bây giờ cũng đang đi làm như chai tích góp để đóng lại từ từ đóng vốn từ từ đóng, tháng nào cũng đóng dịch bệnh không dịch bệnh cũng nhịn ăn cũng phải đóng. Dạ đóng hết cho rồi 7 chắc cũng mấy tháng rồi rồi bây giờ là mỗi tháng người ta thu mình hay là mình lại đó mình đóng cho người ta lại đó đóng luôn à. Mình không cần lại mình đi ngang là nó cho người ra lấy rồi. Dạ không có dám qua thì mình không dám lại. Rồi báo cho chị cái tin vui thứ hai nữa. Ủa, vui nữa. Dạ trời ơi nãy giờ tôi tưởng hết rồi tin vui nữa. Hàng chia sáng giờ mệt rồi sáng giờ mệt hoài hả nghe cô lít nói ngủ đều phóng xanh cái phập phòng hoài. Rồi mấy hôm nay cô chị Thi nhớ cô Trang Ngàn không? Ừ có nhớ cô Trang Ngàn, bữa cô Trang Ngàn có điện nè. Dạ thì cô Trang Ngàn á là cũng có gọi cho em thì cũng liên lạc với em để mà gửi tiền về để mà giúp đỡ cho chị đó là 50 đô. 50 đô thì nãy em vừa nhận được luôn nên là em cũng tranh thủ em gửi cho chị để mà cho chị vui để mà có tiền mình coi mua thuốc uống kịp thời. Nhiều khi mà mình không có thuốc uống hay là mình muốn có tiền mua đồ ăn trong mùa dịch này không có tiền nên là em nhận vừa nhận liền đó thì em trao cho chị luôn ha. Thì lát cho mua gạo luôn. Dạ để mua gạo đồ ăn mua đồ ăn đồ dự trữ mua mì đồ dự trữ nữa. Đúng rồi. Thì hồi nãy em nhận được là 50 đô là tiền Việt á là 1.145.000 thì em sẽ làm tròn là 1.150.000 luôn. Trời cho nó ơi, dễ nha. Luôn cảm ơn Quýt Nguyễn. Dạ bây giờ chị đếm mà có đủ tiền chưa chị nè? Đủ một, chưa 1.150.000 chị ơi. 1.150.000 với 1.150.000 nó giống nhau không? Nó khác nhau chứ. Khác hả? Khác chỗ nào vậy? Bởi vì tờ này tờ 500, tờ này tờ 50, tờ này tờ 100. Dạ. Cái tờ này 500 là lớn nhất. Dạ. Rồi tới tờ 100, tờ 50. Dạ. Là 1.150.000. 1.150.000 với lại 1.150.000 giống không? Giống. Giống hả? Bởi vì nó có 50.000. Giống giống. Dạ. Đó thì cũng thay mặt cô Trang Ngàn gửi cho chị để mà chị mua gạo ăn mua mì đồ ăn nha. Cảm ơn chị Trang Ngàn. Dạ. Nói em giờ em gọi điện cảm ơn chị. Dạ dạ. Đó thì cái của chị Ngọc á thì ngày mai á nếu mà buổi sáng chị không có đi lượm ve chai á thì ngày mai buổi sáng nếu mà không mưa thì mình sẽ đi phóng xanh ha. Cho đi qua bển lượm ve chai chút giờ về. Dạ, dạ. Đi thì buổi trưa đó chị. Ừ 9-10 giờ á. Dạ thì buổi trưa giống như hôm trước nha. Clip mình tính bỏ giờ ba mình tính đi thả con gì? Thứ nhất là mình thả chim đi. Thả chim ha. Dạ. Hồi Gulit rồi hôm á tự hồi hôm chưa có hồi lúc mà chưa nghe Gulit mà còn luyện ngủ đi nha. Dạ. Tôi nằm mơ cái thấy cái bà kia bà bưng lại cho tôi chừng 4-5 con rùa mà rùa nhỏ nhỏ vậy nè. Dạ. Với mấy con cá luôn á. Dạ. Cái đưa tôi kêu ra đi đổ đi thả đi. Gulit biết sao không? Tôi thấy toàn là sa mạc không, tôi nói trời ơi trời. Vậy rồi nước đâu mà đổ? Dạ. Chạy một khúc nữa tôi dòm thấy cái giếng mà nhìn có miếng nước rồi tôi nói trời ơi đổ đây rồi mốt cái giếng này nước cạn nó cũng chết à. Rồi đi ghét giật mình luôn không biết đổ đâu. Không biết đổ đâu. Ừ không biết đổ đâu á. Sao dạ đó, thì đó. Có thể là mà 2 triệu thì chim nhiều lắm thì có thể mình chia ra. Mình mua 1.000.000 chim đi. Dạ. Rồi mình mua 500 đồng rùa với cá đi. Dạ dạ. Rồi mua cá ốc gì đó, mua rùa cá ốc phóng xanh để mà cũng coi như là đồng hành, chị Ngọc chị đồng hành với mấy chị em mình. Rồi sau đó là mình ra cái chỗ cũ mình phóng nó xa xa đi, xa xa vô vườn rồi này kia cho chim rồi kia nó bay. Vô cái đường bữa đó Gulit. Dạ dạ. Mà mình thả trong đường đó, mới mốt Gulit hỏi mình thả đâu, mình nói sao?
Thôi mình chỗ đó mình biết rồi, đừng nói lên tao bắt. Đúng rồi, tao định nói vậy đó, nhưng mà không biết mình nói làm sao á. Nói đường cũ là em biết rồi. Nói đường cũ đi nha. Dạ. Mới mốt ai hỏi tôi cũng nói đường cũ, tao hỏi đường cũ đường nào, tôi nói tôi không biết, tôi biết đường cũ thôi à. Dạ, dạ. Thì mặc áo đẹp quá rồi, mai mốt á đi ra ngoài đường đừng có mặc cảm, đừng có tự ti nữa nha. Lúc trước mà chưa có gặp em á, ăn cũng không dám ăn, uống cũng không dám uống. Rồi á, mặc cô này kia cũng không dám mua đồ mặc nữa. Thì bây giờ là chị thấy cuộc sống của chị là như thế nào rồi? Có thay đổi nhiều không? Sung sướng muốn chết luôn á. Nghe hả? Đâu sung sướng sao? Kể em nghe đi. Có đồ mới bạn nè, người ta cho đồ mới nhiều bạn nè, rồi người ta lo lắng nè, rồi người ta cho tiền nè, uống thuốc, rồi người ta cho tiền ăn nữa nè. Mà ngay cái mùa dịch bệnh này quá trời người giúp đỡ cho mình luôn. Trời, mình là một đứa con được người ta thương yêu á. Dạ. Mình đã được, mình là một đứa con cưng. Dạ. Mình là một đứa con cưng, người ta cưng mình á. Là một đứa con cưng, người ta cưng chị. Hồi xưa mình là một đứa con bị từ chối, bây giờ mình là một đứa con cưng. Dạ. Người ta cưng mình, người ta thương mình với con, người ta lo cho mình. Đó, nên ai cũng quan tâm chị, ai cũng coi như là muốn chị vui vẻ sống cuộc đời lạc quan yêu đời, nên là chị phải cố gắng mình sống vui sống khỏe nghe, không có được tuyệt vọng, không có được mặc cảm nữa nha. Rồi. Không, đúng là thấy chị Thi cũng vui vẻ anh Bảy ha. Thấy cũng đỡ. Dạ. Thấy vui vẻ dữ lắm. Mà lúc trước mà chưa gặp em á là anh thấy chị Thi như thế nào anh Bảy? Trời ơi, chưa gặp nha, thấy bèo mà cái mặt đâu có được như vậy đâu. Dạ. Nó phù phù rồi nó buồn nó làm như mặt xỉa vậy, phù phù mà nó làm như mặt không nó được mình dạng vậy đâu. Dạ. Nó thấy hồng hào rồi, thoải mái. Dạ. Đợi hết dịch đi rồi mấy chị em mình coi như là đi tắm tu si hen. Trời ơi, tôi vái hoài á, tối cũng vái niệm Phật, cũng vái cho hết dịch bệnh qua đi, nên cho bà con đồ có cuộc sống an nhàn. Dạ. Trời, dịch bệnh tới ai cũng lo hết gulit. Bây giờ trong cái mùa dịch này chị ứng phó sao đây? Nếu mà bây giờ người ta cấm chị, công ty là đóng cửa hết, nhà hàng, quán ăn đóng cửa hết, bây giờ chị không có đi lượm ve chai được, thì bây giờ chị ứng phó trong cái mùa dịch này như thế nào? Dự định như thế nào? Dự định nếu mà mua chục cái gạo để đi, nếu mà lỡ hết gạo đó, mình đừng có nấu cơm ăn, nấu cơm nó tốn kém. Dạ. Mình nấu cháo ăn đi, nấu cháo cho nó lỏng ra rồi mình ăn, hái gạo độn vô thêm. Hái gạo đồ mình nấu độn vô thêm ăn cho nó đỡ hao. Dạ. Ăn kéo dài cho nó qua hết dịch bệnh. Rồi bây giờ lỡ mà ăn cơm hoài, ăn cháo hoài cũng ngán chứ chị. Cũng phải gán ăn cho qua mùa dịch chứ, mình ăn cơm hết gạo rồi lấy gì mình ăn. Dạ. Nhưng mà tôi gặp người khác đi ngang, người ta cũng đói, tôi cũng chia gạo cho người ta ăn, kệ lỡ nhịn đói nhịn luôn. Mình cũng thấy rau muống mình luộc ăn chừ cơm cũng được. Dạ. Nhiều khi mình có cơm ăn rồi người ta không có hộp gạo ăn, người ta đói mình nhịn, mình ăn đâu có vô. Dạ. Mình thấy người ta đói mà mình đây mình húp chén cháo cũng không đành, mình cũng phải chia cho người ta. Chia. Dạ. Nhất định là phải chia. Ăn gạo gạo hết, ăn cháo ăn cháo hết. Dạ. Bởi vì mùa dịch bệnh này tôi gầu á Golet. Tôi gầu sợ mấy người đi bán vé số á, người ta cấm rồi cái thất nghiệp á, rồi không có đóng tiền nhà, rồi không có gạo ăn, rồi tôi nói trời ơi sao tội nghiệp quá trời, rồi tao không có gạo ăn tao mà cái gì cũng lo. Dạ. Nhưng mà khả năng tôi á, tỷ như không phải là làm phách, tỷ như tôi thấy tôi cho giúp được nhiêu tôi giúp. Tỷ như tôi không có tiền nhiều thì tôi cho người 5 kg gạo. Dạ, vậy là quý lắm chị ơi. Chứ đó. Không có tiền nhiều. Hỏi em thấy chị xớt nửa bao gạo ra cho ai vậy? Cho cái ông kéo gác trong công ty á. Ông con cụ đó như thế nào mà cho chú đó như thế nào mà chị cho con nửa bao gạo? Thì cái chú đó hồi lúc đó giờ cái chú đó hay kéo gác ra cho tôi á. Hồi xưa người ta lụm không mà cái từ ngày ông thấy tôi khổ cái ông kéo ra ông cho tôi á. Bây giờ tôi có gạo đó mà gạo đó không phải là tôi mua nó gulit. Với chị kia cho tôi 20 kg. Rồi tôi về tôi mới chia ra làm hai cho là cái chú đó 10 kg, tôi 10 kg, kệ chú cũng nghèo tôi cũng nghèo, coi như là mình chia sớt nhau mình sống vậy đó. Dạ. Hoàn cảnh ai cũng khổ, kệ chia 10 kg người. Dạ. 10 kg. Rồi bây giờ em ví dụ nha, thì bây giờ đóng cái dịch bệnh nó kéo dài mà giết mà bây giờ mình hết gạo luôn rồi, bây giờ mình hết tiền hết gạo luôn rồi, bây giờ chị tính làm gì? Xuống ruộng hái rau muống gulit bầm ra cái mình luộc cái quậy nước muối, nước muối nước tương gì đó, hết nước tương ăn muối, tôi mua muối để dành nhiều lắm. Hả? Ăn muối nhiều quá bị suy thận đó nha. Mình quậy ra rồi mình chấm rau muống luộc ăn cũng qua ngày đoạn tháng ăn được. Cũng qua ngày đoạn tháng hả? Ăn dạ. Không có chết đói. Dạ. Rồi bây giờ hái rau muống hết rau muống luôn rồi ăn gì tới ăn gì?
cây chuối người ta ăn buồn xong đó, cái mình lấy cái củ tuốt ở dưới á, dạ, rồi mình về mình chặt khúc khúc ra mình nấu, trời ơi, nấu mình ăn nó bùi bùi nhưng mà nó hơi có chỉ thôi. Dạ. Mình nhai nhả chỉ ra. Dạ. Mình nhai chả xác ra mình ăn cái ruột cũng bột bột không à. Rồi bây giờ ai cũng ăn chuối, ai cũng ăn con muốn hết chuối hết con muốn luôn rồi, mình tới tập mình ăn gì? Chắc chỉnh đói chết luôn rồi lít rồi. Cái đó hết ăn rồi, có gì đâu ăn, đất đâu có ăn được. Đúng rồi, thì các em mấy hôm nay em cũng thất nghiệp nè, mấy tháng nay cũng thất nghiệp rồi, gọi đâu dịch bệnh quá trời, đâu có đi chụp hình, đâu có đi làm gì được đâu, nên là cũng gầu quá trời luôn, cũng mong là. Cô Lít còn gạo ăn không? Còn. Còn mì gói không? Còn, mới mì gói em mới mua, bây giờ mua mì gói em mua được chục gói rồi, mà bây giờ mua nguyên một thùng á người ta không có bán. Giống như là người ta Gulit ăn mì gì nói đi, tôi mua người ta bán hết trơn luôn á. Thôi để em mua cho. Tôi vô trong đó tôi nói tôi mẹ con Na, người ta bán cho tôi á, bán rẻ luôn á. Mẹ Na hả? Ừ, bây giờ cái chỗ mà tôi mua đồ là người ta lưu tên tôi là mẹ con Na. Mỗi lần tôi vô mua người ta tính cho tôi được điểm 2 điểm vậy đó. Dạ. Rồi mới mốt cái người ta gom điểm nhiều, cái người ta cho tôi món quà như là bọc ngọt đường cái gì đó, cái người ta cho là tôi. Dạ. Đủ điểm cái người ta cho. Mỗi lần chị vô là chị nói tôi là mẹ Na hả? Ờ, giả tỷ như tôi đi mua một chai nước tương, 2-3 chai nước tương rồi tôi mua mì gói ăn đó, cái tôi nói tôi là mẹ của Na, cái người ta bấm lên cái thấy mẹ Na chổng người ta cho điểm. À. Ờ. Mua ở đó là kêu bằng bách hóa xanh hả? À, cái không phải cái bách hóa xanh là cái gì á? Cái chỗ mà bán đồ đó là kêu bằng gì? Chỗ bán sữa đó. Cũng có tập quá luôn á mà không biết cái đó kêu bằng gì nữa. À, để nói mẹ Na là biết ha. Ừ, vô nó tôi mẹ Na nè, cái là người ta bấm lên ta thấy tôi mẹ Na chổng người ta cho điểm. Ừ. Rồi chị biết tích điểm là cái gì không? Biết chứ. Tự nhiên mình người ta có tiền nhiều, người ta mua nhiều thì người ta được hưởng quà nhiều, còn mình mua ít, mình mua lần có 20-30 ngàn cái người ta cộng lại chừng nào được mấy trăm ngàn cái người ta cho mình cái đường cái bột ngọt vậy đó. Hay quá. Ờ. Thì nói chung á là bây giờ dịch bệnh cũng căng thẳng lắm rồi hen, bây giờ là anh chị là sử dụng cái số tiền hồi nãy là cô Trang Nhàn cho để mà mua gạo, sau đó là mua mì chai gì đó với mua nước tương thêm. Ừ, đó để dự trữ nhà đi nha. Dự trữ nhà mới mốt nó gửi cách ly xã hội mình ở nhà cũng có cơm ăn. Đúng rồi, mình không có cần ra đường cũng có cơm ăn. Thì em cũng mẹ em cho gạo lên rồi cũng hết thì em mua trên này em dự trữ thêm. Rồi em mua mì đồ sẵn để trong nhà, rồi mua coi như là thịt cá gì đó bỏ tủ lạnh sẵn. Chứ sau này không ra đường được thì cũng căng thẳng lắm, không đói luôn à. Đúng rồi. Dạ. Tôi thì không có mua thịt cá, tôi chủ yếu là nước tương với muối, muối tiêu, muối ớt gì đó để dành. Dạ. Ăn với chao. Dạ. Có nhiều đó hả, chứ không có ăn thịt cá, có mình nè. Dạ. Đó thì hôm nay cũng thấy chị Thi cũng vui vẻ mà mạnh khỏe lắm nha. Anh Bảy này cũng nhẹ nhõm phần nào. Chứ thấy chị Thi chỉ bệnh mà chỉ nằm có một chỗ mà chỉ mệt mà chỉ thở không nổi á, cũng gầu cũng lo. Mà lúc này là thấy khỏe anh Bảy ha. Lúc trước bệnh mừng. Hoài, đâu có uống thuốc, đâu có tiền nhiều đâu mà uống thuốc nhiều. Uống thuốc nhiều nhưng mà nó hạp với tâm khang á. Dạ. Uống vô nó đỡ mệt á, Gulit Nguyễn. Nhưng mà em thấy cái cuộc đời của chị đã thiệt á. Đến thời điểm hôm nay theo lời chị kể nha, em thấy là đến thời điểm này là chị vui vẻ nhất luôn á. Chứ lúc trước là biết đúng bao rồi, nhiêu cái sóng gió mà chị bị lưu lạc nè, Vũng Tàu, Bình Dương, thành phố giúp việc rồi bị người ta quýnh, rồi sau đó là lưu lạc qua tới Campuchia luôn. Tùm lum hết trơn, không dạ. Chỗ nào mà không đi bấy hết trơn. Dạ. Con Na kìa, Na nó có bạn kìa chị. À. Đúng không, em nói đúng không chị? Em nói là chị cuộc sống của chị bây giờ là đã vui vẻ hơn lúc trước rất là nhiều rồi đúng không? Đúng rồi, đời sống mà đó gian nan khổ sở lắm Gulit ơi, khổ dữ lắm luôn á. Bởi vậy nhiều khi ha, lúc chưa gặp anh Bảy mà lúc còn sống thao khương á, tôi hay ngước lên trời tôi đọc có một câu một à. Câu gì? Trời đất bao la không có chỗ cho tôi dung thân, chỗ này mơi này mốt kia không có chỗ nào mà cố định mở luôn một chỗ vậy đó. Dạ. Ờ, cứ nói hoài ơi, trời đất bao la không có chỗ nào cho con dung thân hết trơn. Không biết con sanh ra cõi ta bà này để làm gì nữa. Yeah. Ờ, cứ nói vậy hoài vậy đó, cứ trách móc cái câu đó mà trách hoài vậy đó. Càng khổ càng trách có câu đó, không có biết nói gì đó. Cứ giờ bên trời nói câu đó. Rồi cái động lực nào mà giúp chị thay đổi được cái suy nghĩ đó? Từ cái động lực mà tôi từ ngày gặp Gulit rồi tôi quen Gulit cho giới thiệu, tôi quen nhiều người này kia nọ, rồi những người đó hay nói chuyện này chuyện kia cho tôi ăn đổi động viên cái gì họ cũng làm cho tôi vui, nói câu vui vẻ cũng như động viên vậy đó. Rồi tôi bỏ ý định qua hết những cái chuyện gì buồn hết trơn, tôi bỏ qua hết, rồi cũng như tôi làm lại cuộc đời vậy đó. Yeah. Tôi sống cho nó vui vẻ cho nó an nhàn,
tôi biết rằng tôi bệnh trong người, không biết ngã ra là chết lúc nào đó, không biết luôn á. Coi như tôi bệnh là tôi biết, nhiều khi tôi mệt lên ha, tôi nói tôi hước không, tôi nói không biết giờ tôi chết lúc nào, nhưng mà chừng nào chết thì chết, nhưng mà trước mắt là vui vẻ đi. Dạ. Sống những ngày vui vẻ còn lại, bây giờ chứ có cơ hội này mình sống cho vui vẻ còn lại thôi. Đúng rồi. Chứ hồi đó giờ mình khổ sở, nước mắt chăn cơm cũng có, chết đi sống lại cũng có, gian nan khổ cực bao nhiêu lần cũng có. Dạ. Bây giờ hết rồi. Dạ, em nghĩ về nè chị, thì cuộc sống của mình á thì nó vô thường lắm. Thì sống hôm nay mà không biết là ngày mai như thế nào, nên là mình cứ sống vui vẻ một ngày cho nó trọn vẹn ha. Mà hôm nay thì mình sống trọn vẹn ngày hôm nay thôi. Ha, rồi em nghĩ là thứ hai nữa là cái người chị phải cảm ơn á, thứ nhất là phải cảm ơn anh Bảy nè, là người luôn ở bên cạnh chị, coi như là đồng viên để mà san sẻ những cái nỗi buồn với chị và cùng đồng cam cộng khổ đó. Nói đầu luôn chị á, phải cảm ơn anh Bảy. Anh Bảy là một người đàn ông rất là tốt trên đời này, thì tình á, trong đời tôi á, gặp một người đàn ông rất là tốt rồi. Kiếp trước tôi có tu á, chứ phần chắc thời gian công quả đó, rồi nên ông trời ông thương ông ban cho một người đàn ông mà biết lo lắng thương yêu khi bệnh hoạn. Tôi bệnh hoạn ông cạo gió nấu thuốc lo từ chút, nấu cháo nấu đồ cho ăn, thiệt tình luôn. Dạ. Ổng làm cho mình cảm động á, bởi vậy tôi nói ổng mà chết tôi cũng tự dặn tôi chết theo ổng, mà chết trước là tôi cũng tự dặn tôi chết theo ổng mà. Thiệt, chết thì chết chung vậy đó. Dạ. Chứ sống mà không có ổng tôi cũng buồn. Bởi vậy nhiều khi hai vợ chồng cũng có cãi giả nha, ổng lớn tiếng rồi tôi nhịn tôi lầm hình, rồi khi nào mà tôi cũng la làng lên là ổng cũng lầm hình rồi, rồi họp lại rồi chút xíu cũng nói chuyện bình thường. Dạ. Rồi nhịn nhau tới giờ vậy chứ biết ý nhau. Hai vợ chồng mà có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất không chị? Hử? Kỷ niệm mà đáng nhớ nhất của hai vợ chồng á, hay là đi ăn hay là đi đâu đó, hay là có cái kỷ niệm đi ăn vui? Là nhà quen Gulit chứ giờ Gulit mới dắt đi ăn chứ hồi đó giờ thiệt thiệt tôi nói Gulit câu này hoài luôn. Từ lấy anh Bảy tới giờ hai vợ chồng tôi chưa bao giờ mà vô quán ngồi ăn ở Gulit Nguyễn. Dạ. Không có vô quán ngồi ăn đâu nha. Dạ. Không có đi chỗ này chỗ kia ăn cho biết chứ người ta không có mặn thấy bà luôn. Rồi chiều về hai chồng ngủ không đi đâu chơi. Có là hồi quen với anh Bảy á, là đi xuống dưới đây nè. Một lần hay hai lần gì đó Bảy. Cái về cưới luôn á Bảy. Vậy là đi quán cà phê vậy đó ha. Là cưới luôn đó. Rồi tới sống với nhau, rồi tới ngày gặp Gulit, rồi Gulit dắt chỗ này chỗ kia đi chơi, rồi nên tôi á cũng xuống đây là nhiều lần lắm rồi. Dạ. Ngày gặp Gulit á, cái đó trời ơi sống vậy thôi, chiều cái hai đứa xuống kêu hai ly cà phê vậy ngồi chơi nói chuyện rồi kể chuyện hồi xưa đồ nghe vậy đó. Bởi vậy mình đi ngoài cái công chuyện làm thì mình cũng phải uống cà phê tâm sự vậy cho nó vui, chứ ở nhà mà nó cũng nóng nực. Ra đây cho nó mát mẻ rồi nó cũng thay đổi cái không khí nữa. Chứ đi thôi về nhà cái ổng ngồi góc tôi ngồi góc. Hoặc là đâu có điện thoại đâu coi như bây giờ đâu Gulit. Dạ. Không có. Cứ có cái máy nghe kinh, cái bắt kinh địa tạng đồ nghe vậy đó. Dạ. Nghe pháp, nghe chuyện nhân quả này kia vậy thôi, chứ không có điện thoại mà coi như bây giờ đâu. Dạ. Ở vậy đây cũng mừng cho chị. Bảy quá trời lo cho chị, giúp đỡ cho chị, mà coi như là chăm lo từng chút cho chị thì quý lắm nha, mới gặp được anh Bảy đó nha. Tu coi như là người ta nói là tu mấy kiếp mới gặp được người chồng vậy đó nha. Nhiều khi tôi làm gì nặng cái ông nóng ruột cái ông chửi tôi. Bảy gọi. Nóng ruột là sợ tôi bệnh tim tôi làm nặng á. Ông thương mà ông chửi chứ không phải là ông ghét mình mà ông chửi nha. Dạ. Ông nạp mình liền đó. Cái mình nói trong bụng sao chửi mình hoài, không phải tổng thương mình ông mới chửi mình. Dạ. Ông sợ mình làm nặng rồi mình bệnh mình về cái mình thở. Bởi vậy là mình biết cái sức khỏe của mình như thế nào, cái bệnh của mình như thế nào, nên là chị cũng đừng có làm nặng. Nhiều khi anh Bảy anh đi chứ thấy vậy trong lòng anh cũng lo cho chị lắm. Nhiều khi đi riêng đó, đi làm vợ trai mà đi riêng đó cũng lo cũng sợ. Để vậy em mỗi lần mà em gặp chị là anh thấy anh Bảy nó gọi hoài à. Hỏi thăm. Không gọi. Thăm coi bây giờ về chưa, đi tới đâu rồi. Ông đi 3 tiếng đồng hồ mà ông gọi chừng 3-4 cuộc điện thoại về vậy đó. Ở đâu, đi tới đâu rồi, về chưa, có mệt không, làm từ từ. Dạ. Dặn dò ngày nào cũng vậy á. Dạ. Bởi vì thấy chị Thi được giờ là mừng anh Bảy ha. Thì mình trách nhiệm á, mình làm chồng phải lo cho vợ. Dạ. Nó mới có cái hạnh phúc. Dạ. Có cái thương yêu với nhau mới có cái hạnh phúc. Dạ. Vợ chồng là như vậy là hạnh phúc. Rồi. Nắm tay ổng cái coi, nắm tay anh nhận nắm cái coi. Nắm hoài vậy. Trời ơi, nắm hoài vậy, ở nhà cũng nắm nữa. Dạ. Nhà cũng nắm nữa. Ở nhà cũng nắm nữa, giỡn hoài chứ gì. Dạ dạ. Ở vậy vậy nó có tình cảm chị ơi. Nha. Nhau nắm rồi.
Dạ, tại vậy có tình cảm. Ai kêu lúc đó anh không có nắm tay em, anh ngồi anh dòm không? Em có nắm tay. Tôi nắm tay ổng, tôi nắm vậy hoài. Ổng giờ mà không nói gì hết. Nhiều khi cũng cũng ngại, cũng có duyên nợ gì đó mới gặp nhau anh bạn ha. Ông ngồi ông giờ mình không mà không nói gì hết trơn. Tôi dạ. Không biết nói gì đâu, tôi nắm tay ổng chứ cô không nói được gì. Dạ, mà hôm mà mình đi phóng thanh á, có mấy cô chú anh chị khán giả xem video á, mà nghe anh Bảy anh đọc chị chú Đề Bi á, trời ơi ai cũng nói là không ngờ là anh Bảy anh thuộc chú Đề Bi và chị chú giỏi như vậy luôn đó. Ai cũng nói là rất là quý chị Thi anh Bảy, rồi nhưng mà có căn tu anh Bảy, có căn tu anh Thuận. Dạ, là mỗi sáng là anh điều chị chú 4 giờ là mình thức rồi, mình súc miệng xong rồi cho nó sạch sẽ ha, mặt mày mình lau chùa đàng hoàng mới lên chị chú nó được phước tới chơi, mà mặc dạ. Áo mà nó không có phải mặc áo chàng, dạ. Phải rửa mặt cho sạch sẽ, súc miệng đàng hoàng, dạ, mặt dạ. Mày phải tay chân sẽ sạch sẽ mới lên tụng kinh là nó có phước hơn, dạ. Còn mặc đồ cũ rồi không có súc miệng lên á mình tụng kinh nó không có quý, dạ, dạ. Nó không buổi có nên có đọc kinh hơn bấy. À, buổi tối thì không lúc nhang mà rồi dạ. Buổi sáng tại vì yên tĩnh hơn nha. Cái đó giờ đó thì giờ yên tĩnh rồi mình khu cũng như công khu vậy đó. À mình cái tiếng mình nhỏ nó nghe lòng lộng chứ dạ. Bây giờ mình tụng cái buổi 6 giờ chiều 7 8 giờ tối cũng trời ở thành phố nó ồn 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 tụng không nghe gì chứ nó dạ. Không có thanh tịnh cho nên nó không quý bằng chắc 4 5 giờ. Dạ, dạ. Giờ đó là mình tụng thanh tịnh. 6 giờ tối là giờ chỉ tịnh, 6 giờ tối là giờ tịnh độ. Nếu mà chùa trong chùa là giờ tịnh độ là 6 giờ. Còn mình cúng 4 giờ khuya là trong chùa là công phu. Mình cúng theo chùa vậy đó. Dạ. Mình cúng theo kiểu chùa. Nhưng mà trong công phu trong chùa dắt 4 giờ sáng người ta đọc kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm ha. Tụng chú Lăng Nghiêm. Dạ. Chú Lăng Nghiêm. Rồi đi phóng sanh là mình có kinh phóng sanh riêng. Kinh phóng sanh là mình đọc chú Đà Bi, tại vì mình không thuộc nhiều kinh, mình thuộc nhiều kinh cũng là tốt, mình chỉ chú Đà Bi xong rồi mình đọc chú Giảng Sanh. Rồi mình quy y cho nó, quy y tơ vậy đó. Rồi mình mà biết mình nào cũng biết tên tuổi họ đó, và tỷ như cái chị đó tên tên đó họ đó bao nhiêu tuổi rồi hồi hướng cho chị đó vậy đó. Rồi mình hồi hướng chị đó xong rồi mình hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh. Khắp pháp giới chúng sanh là cả hết thế giới này, chúng sanh là ai cũng có hết á. Dạ. Ai cũng có phần hết trơn á. Vậy ngày mai đi rồi anh chị cứ đi làm như trai đi rồi buổi trưa về đó rồi mình đi phóng sanh. Thay mặt chị Ngọc mình phóng sanh ở đây. Cô Ngọc cảm ơn cô Ngọc có dạ. Một cái tấm lòng mà từ bi để gửi tiền phóng sanh, cái đó là đại đức vô biên vô lượng đó. Dạ, cũng dạ. Tán tháng cô dạ, cảm ơn cô luôn. Rồi hôm nay thì cũng cảm ơn cô Trang Nhàn cũng giống như là tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành để mà giúp đỡ cho hai vợ chồng của chị Thi. Đến ngày hôm nay thì cũng thấy chị Thi thay đổi rất là nhiều, và cái suy nghĩ và tự dẫn thì không còn nữa, và cuộc sống là trở nên vui vẻ hơn và yêu đời hơn đó. Thì cũng chúc cho hai vợ chồng của chị Thi thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và thật là hạnh phúc, và cũng như là chúc những quý vị khán giả thật là bình an trong cái mùa dịch bệnh này, và rất là mong là cuộc sống của chị Thi cũng như là mình và tất cả mọi người sẽ trở lại cuộc sống như hồi chưa có dịch bệnh xảy ra, để mà mình đi ăn, đi uống cà phê đồ cũng thoải mái hơn nha chị Thi ha. Dạ. Vậy ngày quen cô Lít giờ mới đi đây đi đó, đi nhà hàng, đi hai cái nhà hàng rồi đó nha. Dạ, chứ bây giờ là dịch bệnh đóng cửa hết rồi mọi người. Dạ, nên là bây giờ muốn đi ăn hay là đi gì đó cũng khó. Dạ, cũng chúc mọi người được sức khỏe nha. Bye bye. Quá trời ở đây là buổi chiều đẹp lắm nha. Chiều nay không có mặt trời, có mặt trời. Dạ dạ. Dạ. Rồi hẹn cả nhà vào một video tiếp theo nhé. Bye bye.